thì mình sẽ hướng dẫn cho thằng em mình chạy thử cái máy lốp này một tí này. Ui cha, nó chưa lái lốp bao giờ nên là nó đây đang lún máy chưa biết xử lý như thế nào. Chở lái vừa thôi, chở lái lại. Đạp, cắm gầu xuống, cắm gầu xuống, cắm gầu ra ngoài kia kéo, cứ để vậy kéo. Kéo, đừng phá chuối của họ nhá. Phá chuối nó bánh bỏ mẹ này. Thôi, thả ga, đạp ga nhẹ thôi, hạ ben xuống trả số ra. Đầu tiên là phải thả trả số ra. Rồi, hạ cái ben xuống. Thì anh sẽ chỉ cho mày rồi, đạp phanh lại. Đạp phanh đã làm nghĩa là làm từng động tác một để cho nhớ. Rồi đạp ga, đừng phá chuối. Quay qua bên này đi không lại hỏng chuối người ta. Rồi. Cứ như đạp ga đi cào cỏ đi. Đạp ga thốc vừa thôi, đạp ga nhẹ thôi, đạp xuống nhẹ thôi. Đấy, đạp ga lưu diêu nhẹ vậy thôi. Không cần làm nhanh, làm từ từ cho nó quen. Làm từ từ thôi. Đấy. Rồi gạt cỏ sang bên đấy. Rồi. Đừng gặp đạp ga cao, đạp ga thấp thôi, xong là tí nữa lúc nào làm nặng ấy, làm nặng thì đạp ga mạnh, còn làm nhẹ thì thả bớt cái ga thôi à. Đấy, không đạp ga xuống. Đấy, từ từ thôi. Thôi đừng gần sát chuối quá, không hỏng chuối. Rồi. Rồi. Vậy là được rồi đấy. Bây giờ tiếp tục như thế này thôi, gạt hết cái này đi, co cần vào. Rồi, co cần vào, gạt hết sạch cái đấy đi, ga mỏng thôi. Ga nhẹ thôi. Đừng ga mạnh rồi. Trước khi di chuyển thì nâng cái cần nó cao lên để mà di chuyển. Rồi, ta bắt đầu mới đại nhả chân phanh ra. Rồi, nâng ben hết lên. Vào số. Đấy, vào số, vào số, vậy. Xong đạp, đạp không cần trở lái nhiều. Thì anh sẽ chỉ mày cách đánh lái sau. Đạp ga nhẹ từ từ, đạp lên từ từ. Vậy là máy sẽ đi không được đạp, đạp ga mạnh. Trả sang bên này. Trả nữa đi. Rồi, rồi, đi đạp, đạp ga. Rồi, ok, đi từ từ, rồi. Cứ đi đi, đạp ga xuống đi từ từ. Đừng có đạp mạnh, đạp đi xuống đi, đạp đi, cứ đạp không đạp ga, cứ đạp ga, đừng có đụng vào tay trang. Cứ đạp ga đi. Đó, đi đạp tiếp, mạnh thêm đi nữa. Thôi, nhả ga, trả số. Nhả ga rồi, hạ ben xuống. Đấy, đấy là cái quy trình làm. Sau bắt đầu mình gài phanh lại. Thì như con này này là đạp phanh vào được chưa? Là nó sẽ gài cân bằng nó báo lên đây. Còn nếu mà như con nào không đạp phanh không có cân bằng thì bật nút cân bằng đây. Đây là cái nút này là người ta gọi nút đoàn gánh này. Đây này. Đây này, đây bật rồi, đạp phanh là tự động nó cài đời cao, còn nếu không là mình phải bật cái này được chưa? Đấy, xong cứ vậy là làm. Đó, bây giờ mình sẽ cào cỏ đi rồi, đạp ga, đạp chịu khó từ từ đạp để cho nó quen cái chân gai đã. Mình đạp làm sao mà cho nó đều, thử ga. Đấy, điều hòa mát không? Đấy. Đấy, đạp vậy từ từ. Không phải đạp nhanh. Tay trang không phải làm nhanh, mình chưa làm máy lốp bao giờ, mình làm thật từ từ thôi. Đấy, làm từ từ để cho nó kết hợp. Thứ nhất làm sao là cho cái động tác nó đều, nó chuẩn đã. Máy thì nó hơi bình. Thì mục đích của đạp phanh là khi mà mình đào về này mình làm nặng thì nó không bị trôi máy, được chưa? Tiếp theo đó là gì? Là nó sẽ không bị lắc lư, nó đỡ lắc lư hơn. Đấy. Đấy, gạt nhẹ nhẹ vậy. Rồi, rồi anh sẽ hướng dẫn mày chống máy đi bên kia. Đấy, gạt hết cỏ sang bên. Nâng lên, đừng đẩy máy ra, đừng quay sát quá. Rồi, bây giờ nhá, hướng dẫn chống máy này. Rồi. Rồi, nâng cái cần lên, nâng cái cần lên. Rồi, nhả hết phanh phiếc ra, nâng ben lên, được chưa? Đối với khi chống xoay máy ấy, thì chống xuống anh bảo. Rồi, chống thẳng máy được, hoặc chống chéo cũng được. Chống thì mở gầu ra, đừng chống cắm cần vậy. Đừng cắm cần, mở gầu ra, đóng gầu lại, đóng gầu lại. Chống vậy nó không bị lún máy, dễ bắn, được không? Chống đi. Đấy, chống vậy nó nghiêng này, được chưa? Thả ra. Hạ xuống, bật cái nút cân bằng này lên. Và bật xuống. Ê, đối với cái chống ở đầu này thì phải bật cân bằng xuống rồi chống đi. Chống xuống, chống máy xuống. Rồi, chống sang bên này thì quay toa sang phải. Quay toa đấy, rồi. Quay, tiếp. Rồi, bánh đằng sau nó bị lún nó không quay được. Rồi, hạ xuống từ từ, rồi. Bắt đầu nhả cân bằng ra. Đấy, đấy là chống đằng này, còn chống đằng kia thì không cần bật cân bằng rồi. Rồi, vào số để đi. Thôi chống vậy thôi. Nhấc ra, rồi đạp số, giữ lái, bẻ lái ít thôi. Đạp ga. Đấy, đạp ga xuống từ từ, đạp mạnh lên. Đấy, khi nó đã đi rồi, rồi không được kéo, cắm gầu kéo. Cắm gầu kéo thì bật cân bằng, cũng phải bật cân bằng lên tại vì cái đầu này đang bị lún. Kéo, rồi, vừa đạp chân số vừa kéo máy. Hạ xuống, hạ cần xuống. Hạ nhẹ nhẹ, vừa kéo vừa hạ nhẹ. Đó. Rồi đến đoạn này không cần nữa thì đạp. Làm từng động tác một chứ nó đang chạy số là không có vào bằng ấy được, không vào không ấy được đâu, không hoạt động chân được đâu.
Rồi đặt phanh lại cho nó khỏi bình máy. Tắt cân bằng này đi này. Đấy. Rồi tiếp tục gạt những cái đấy, gạt sang đắp lên bên này. Cái đầu mà đằng sau đít của mình ấy, thì cái đầu đầu đường đầu ấy thì là chống thoải mái. Chống quay như thế nào xoay máy thoải mái thì nó không có nghiêng, nhưng mà cái đầu này thì bắt buộc phải gài cân bằng vào. Còn lại các nút chức năng như là đỗ xe thì không quan trọng, quan trọng là mình cứ chống máy xoay máy được là được. Đấy, chủ yếu là mình thực hành những cái chỗ nó chật hẹp và những cái chỗ mà nó khó như thế này thôi. Bẻ này chút sang chút, bẻ nút cái này sang đây chút cho nó nhìn thấy gầu. Rồi, để vậy mà làm. Thấy cái gầu. Đấy. Ga đều một chút xíu đấy, tạm thời đều ga, không cứ không thốc ga là coi như là biết cách làm ga chân. Đấy. Rồi. Đừng móc sát quá vào ben. Đấy, cứ móc vậy. Bây giờ là bây giờ nếu không được san gạt cỏ thì anh sẽ chỉ cho vài cái. Đây, gạt nó cái cỏ trước đi. Gạt sát đấy thì đóng gầu lại. Rồi. Làm cái này là mình phải bình tĩnh, không có phải lắc gầu lắc ghiếc nhanh, tại vì máy lốp mà làm gầu ghiếc rồi quay kiếc mà không đều là nó hay bị giật, hiểu chưa? Nó rất là hay bị giật. Đấy, trước khi muốn di chuyển là phải nhấc ben lên, nhả hết các thứ phanh ra rồi quay thẳng máy lên để mà nhìn đường để mà chạy. Rồi, đây thì lên thẳng luôn. Rồi, lên thẳng luôn. Rồi, từ từ đừng từng động tác một thôi, cứ loay hoay vậy. Bây giờ muốn đi lên thì không phải đụng vào tay trang làm gì. Đấy, chỉ cần chân ra chân số đạp, vậy đạp đều ga xuống nhẹ tí, nếu nhẹ chưa chạy thì mạnh lên. Đấy, là máy nó đang đi vào đây nó bị lún, cắm cầu không kéo. Kéo thì là vào chỏ. Và khi mà nó cao máy lên rồi thì phải hạ máy xuống, hạ dần dần xuống, đấy. Nó như máy xích ấy, rồi. Kéo phải đều vào, cắm gầu cắm sâu xuống. Đừng có cắm nông nó trượt gầu. Vẫn chưa được. Rồi. Rồi chỗ này dốc rồi thì để vậy đà phát là máy nó chui đến tận dưới luôn. Đấy, người ta nhìn địa hình nhấc cái gầu lên kìa đấy. Mẹ di chuyển gầu cắm đất kia đi làm sao. Rồi, trả số ra. Rồi cứ thế là gạt đấy. Giờ tập cho cái ga chân làm sao cho nó đều đi, đạp ga. Đạp ga này, xong bắt đầu là đạp ga nhẹ nhẹ mỏng mỏng thôi. Rồi, đạp ga nhẹ nhẹ mỏng mỏng thôi. Đấy, đạp thật nhẹ. Rồi. Bây giờ anh sẽ chỉ cho các chú là bình ga nha. Bây giờ ga to lên tí này. Ga to để hơi một tí để làm. Rồi, xúc. Nâng cao lên luôn. Rồi, nhả ga dần ra, nhả ra, nhả nhẹ thôi. Đấy, đấy là người ta gọi là hao dầu, đỡ hao dầu đấy, hiểu không? Đấy. Đấy, người ta gọi đều ga đấy. Khi mà quay qua quá tải này, bắt đầu quá tải này. Thôi, đấy mạnh ga quá rồi. Đấy, vừa tầm làm mà nghe tiếng máy. Đấy, như vậy là vừa tầm. Lúc mình quay qua mình thả ga bớt ra đỡ hao dầu ấy, hiểu không? Đấy. Rồi quay qua đây. Khi nào chuẩn bị đào là lên miếng ga. Đấy, cho nó đều tay. Đấy, nói chung là thao tác thì như vậy anh ngồi sau như vậy là không giật rồi. Cảm giác như vậy là không giật rồi. Mỗi tội là ga làm sao mà nó đều ga chân một tí. Đừng có làm ga tay nhiều, ga tay nhiều vì sau làm ga chân nó không quen. Đấy, cao cỏ như vậy là được rồi. Đấy. Kể là quay thì quay con quẳng ra đằng sau ấy. Thì quay đấy tí nữa lại phải xúc lại rồi. Xúc lại đống đấy thì quay ra đằng sau luôn. Đấy. Rồi. Đấy, đều tay rồi quay qua đấy. Ví dụ như lưu diêu ga đấy là đạp như vậy là ga nó sẽ lên quá rồi. Rồi lên tí ga thôi, đạp xuống nhẹ thôi. Ấn bàn đạp xuống nhẹ thôi. Đấy, đều ga đấy, đấy ấn bàn đạp thật xuống nhẹ vậy thôi, đừng ấn mạnh. Ấn mạnh nó hay bị vù ga, đấy người ta gọi là vù ga, thấy chưa? Đấy, nó là như thế. Đạp xuống miếng ga nữa, đạp xuống nhẹ thôi, đấy, như vậy là nghe hay rồi đấy. Kể cả nếu mà không em không nhả ga ra, em để vậy làm cũng được, không sao hết. Nhưng mà mình nghĩ là mình, nhưng mà động tác thì là
nâng với kiếc là phối hợp đều thì nó không bị giật. Như thế này là nó sẽ ra chưa lái máy lốp bao giờ, như thế này là được rồi. Còn như bình thường là chưa biết máy lốp và leo lên thì thả những cái gầu mà làm như thế này giật lắm, giật cắm đầu luôn. Đấy, bây giờ thích lùi thì lùi, hay tiến thì tiến. Đấy, cứ phải nhấc hết cái ben lên đã, xong bắt đầu nhả số, nhả xiếc ra, rồi nhả đạp chân phanh chân phiếc ra. Đấy là tiến rồi đấy, đẩy lên là tiến, tiến thì quay đầu lại. Tiến thì quay đầu lại để nhìn đằng sau nó có gì không, nhỡ đâu lùi vào chuồng gà, chuồng chó hay là lùi vào xe nhà người ta là sao. Rồi. Đấy, có gỗ kia kìa, thấy chưa? Đang để số, nên là ga đạp ga chân nó không lên được. Đạp. Rồi, cứ vậy phi luôn, đạp ga chân đừng động vào tay trang. Lúc nào dừng hẳn là phải nhả số ra. Đấy, nào dừng hẳn là phải nhả số ra. Đấy, hạ ben, tập từng động tác một, hạ ben, gài phanh, gài phiếc vào cho nó quen. Không là làm cứ hay trốn động tác là nó hay quên. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, đều ga, giờ nhớm thêm miếng ga nữa. Quay qua là lúc nào đào nặng tải ấy, nhớm thêm miếng ga cho nó mạnh máy, cho nó đào khỏe. Ờ, đào luôn. Đất thì bỏ sang bên này, phải đào gốc cây ổ nha. Đấy, rồi. Động tác nó phải dứt khoát lên, làm là đào là nâng hẳn, nâng cao lên, đừng có quay ngang sang. Nâng lên một tí không quay thì máy nó không bị chạm xuống đất, nó không ghì gầu xuống. Lúc nào gạt mặt bằng là gạt, còn không gạt là xúc nấc hẳn lên, xong quay qua đổ. Đấy, vậy đổ, vậy đúng rồi. Đấy, như thế phối hợp hai cái tay này đều vào là được. Đấy. Thế nãy giờ làm thử được khoảng 15 phút rồi, thấy lái máy lốp đã quen chưa? Thấy cũng tạm tạm rồi anh ạ. Đấy, tạm tạm rồi. Thấy máy lốp nó có khó làm hơn máy xích không? Máy lốp thì nó khó làm hơn nhiều vậy anh. Làm khó hơn đúng không? Ê, nó có bị lắc liếc rồi nó có rung lắc không? Nó lắc hơn nhiều. Có cảm giác khó chịu không? Có chứ. Anh mẹ ngồi sau đây anh còn đang lắc lắm này coi. Thôi, buổi học hôm nay thì anh sẽ chỉ cho chú ở đây thôi. Hôm nào sang thì anh lại tập cho chú thêm một ít nữa để chú làm ngon hơn nhá. Ok. Như vậy video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy bấm đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Xin thân mến.